quan thế âm chia sẻ cách thoát khỏi nỗi đau chư vị phật tử và những tâm hồn thân mến tôi là quan thế âm bồ tát luôn ẩn mình trong tâm hồn mọi người sẵn sàng chia sẻ một chút ánh sáng và tình thương trong những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách thoát khỏi những nỗi đau và khó khăn và tôi mời gọi các bạn cùng nhau chia sẻ bài viết này để lan tỏa niềm hy vọng và tình thương đến tất cả mọi người nỗi đau là một thử thách của cuộc sống trong cõi đời này chẳng ai có thể tránh khỏi những nỗi đau và thách thức đó là một phần tự nhiên của cuộc sống như là một bài học đang xen giữa niềm vui và đau khổ đôi khi nỗi đau có thể đến bất ngờ như một cơn bão quét qua tâm hồn ta làm lay động những cảm xúc chưa từng trải qua nhưng hãy nhớ chính từ những thử thách và nỗi đau này chúng ta có thể học hỏi và trưởng thành để thoát khỏi nỗi đau và thử thách chúng ta cần một lắng nghe tâm hồn hãy dũng cảm đối diện với nỗi đau và lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Đừng che giấu, hãy để tâm hồn bạn được thể hiện và chia sẻ những gì bạn đang cảm nhận. Hai, Tha thứ cho bản thân, đừng tự trách mình vì những điều đã xảy ra. Hãy tha thứ cho chính bản thân và trân trọng tình yêu và quyền lực chữa lành mà bạn có. 3. Tìm ánh sáng trong bóng tối, dẫu có khó khăn, hãy tìm kiếm những tia sáng trong cuộc sống hàng ngày. Tập trung vào những niềm vui nhỏ, những điều tích cực và hãy tạo dựng những thay đổi tích cực để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. 4. Sẽ chia tình thương, hãy lan tỏa tình thương và sẽ chia niềm vui với những người xung quanh. Một nụ cười, một lời khích lệ có thể mang lại niềm hy vọng cho người khác và cả cho chính bạn. Hãy cùng nhau tạo nên một làn sóng tình thương và hy vọng. Hãy chia sẻ bài viết này để đến tất cả những tâm hồn đang trải qua nỗi đau mỗi chúng ta đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng đầy yêu thương và sự chia sẻ hãy dựa vào sự hỗ trợ của nhau chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn quan thế âm bồ tát tin rằng trong mỗi con người luôn tồn tại khả năng thấu hiểu từ bi và hòa hợp hãy để tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn từ những bài học mà cuộc sống đem lại mỗi bước đi bạn thực hiện để thoát khỏi nỗi đau đều là một bước đi đến hướng ánh sáng và hạnh phúc hãy cùng chia sẻ bài viết này để lan tỏa niềm hy vọng và tình thương đến những người đang cần bởi vì chúng ta không đơn độc trong hành trình này chúng ta là những hạt cỏ nhỏ cùng nhau tạo thành một cánh đồng vô tận nơi tình thương luôn nở hoa và ánh sáng luôn tỏa rạng hãy chia sẻ niềm hy vọng hạnh phúc và tình thương đến những người đang sống trong nỗi đau của chính bản thân họ